Mia, hay the. Yeah, nóng mà, đợi đi. Water. Ừ, đúng mà, em bê cho water. Ồ, oh. Thổi đi. Mama. Blossom. Yeah. Clem bê trẻ ở nít tờ phiểu á, xúc ít thôi. Thổi đi. Mama. Mia. Blossom Mia. Mama đi. À, bà thổi cho nha. Dạ, khả ít à. Ở đi vào. Dạ, hìa, ít à. Ngon không con? Number one. Like number one. Con cái không đưa đường không vậy ra con. Hello, chào cả nhà. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Lukaki Cuộc Sống Hà Lan của gia đình nhỏ mẹ U Lucas và Banio. Thì hôm nay là một ngày thứ tư. Thứ tư thì mình sẽ không có đi làm, nhưng mà Luca vẫn tới trường. Không phải tới nhà cô giáo mà là tới trường học dự kiến cả nhà. Banio vừa đưa Luca đi học thì mình nhờ Banio mua thịt bò. Đây, mình chỉ nói là Banio mua cho mình 1 ký thịt bò. Trong đầu mình cũng nghĩ là thịt này, nhưng mà Banio ra ngoài tiệm thịt á, Banio nói là tâm mua 1 ký thịt bò cho vợ tao. Nhưng mà hình như ở tiệm thịt có 2 hay 3 loại thịt mà Banio không biết là loại thịt nào. Là thịt này người ta đã cắt từng miếng nhỏ này ra rồi cả nhà này, nên giờ mình chỉ cắt nhỏ ra thêm thôi. Banio không biết là loại thịt nào thì mấy đứa ở đó thì mới dựa là họ biết mình biết vợ thằng này, mày mà mua lộn là sẵn hôm sau mày ra chỗ tao mua thịt nữa là mày sẽ có một con mắt màu xanh. Thế Banio đưa cái này về cho mình, Banio hỏi mắt màu gì đây. Nếu mà thịt bò tái cái này là mình không có thích mà đập vòng như vậy đâu, mình thích mua một tảng rồi về mình cắt luôn. Thì hôm nay cả nhà cùng xem nhà mẹ U làm món gì nha. Đây, thịt bò đây cả nhà, người ta đã làm cho nó nhuyễn rồi, giờ mình cắt nhỏ ra để mình ướp. Last mình sẽ làm một món rất là ngon. Mà cái món này á, là cần thêm 2-3 nguyên liệu nữa, nhưng mà giờ nhà mình không có. Lát nữa bạn qua bạn mình sẽ đem tới. Thế là tụi mình sẽ ăn trưa với nhau. Mình cắt thịt bò mình không biết có cắt theo sớ, theo đường ray không. Mình chỉ cắt cho ra miếng nhỏ nhỏ là được thôi. Đây cả nhà. Nhà cái thịt bò tươi không? Thịt bò này mình nhớ không lầm là mình không thấy factory ở đây, mình nhớ không lầm là tầm 10 euro là tầm 270-280 ngàn một ký. Giá này thì cũng không rẻ và cũng không có mắc cả nhà ha. Mình biết một chỗ mua thịt bò rẻ hơn cái tiệm thịt gần nhà mình, nhưng mà phải chạy vào trong phố nó hơi xa. Do đó là mình cứ sẵn tiền mua ở đây thôi. Chừng nào mình đi làm, mình có dịp mình ghé qua mình mua cái tiệm kia. Tiệm kia mình thường mua hay mua đuôi bò, xương bò. Tiệm này chỉ bán một loại thịt cơ bản cho người Tây, tiệm kia là tiệm thổ. Những cái đuôi bò, xương bò thì tiệm này thì thường không thấy. Đấy. Giờ mình sẽ cắt thịt và mình ướp thịt nha. Cả nhà ơi, đây là 1 ký thịt bò mình đã cắt nhỏ ra. Bây giờ mình ướp nha. Mình ướp thì mình không có cái gì gọi là cố định sẵn á. Thường thường mình ướp thì có gia vị gì thì mình ướp. Đây mình ướp tiêu nè. Cái hũ gia vị này mình thấy tiện lắm cả nhà ơi, cho lẩu nướng xào. Bây giờ mình sẽ làm món xào, cho nên mình cũng sẽ để cái này, mình sẽ để 2 muỗng này nha. Cái này là nguyên liệu người ta làm sẵn luôn đó cả nhà. Gia vị người ta làm sẵn luôn. Nên mình không biết có gì trong đó, có rất là nhiều. Mà nói chung là mình cảm giác rất là ngon cái này. Hũ này là mình nhận lúc mình được giải thưởng á. Và tiếp là satay. Satay thì mình hũ này ở bên này á, không có satay ngon như kiểu Việt Nam. Mình thấy hũ này trong Toko bán này. Nên mình sẽ lấy thêm cái này. Mình ướp lùm sừng ngầu lắm. Coi thôi chứ đừng có học theo nha cả nhà. Satay xong thêm một ít ớt. Cái bỏ ớt cho luôn.
Tại hôm nay là bạn mình người Việt Nam, không phải Tây, nên là ướp ướp vậy không có sao. Muối tiêu, thêm một tí muối đi. Cái này có vẻ ngọt. Mình có không có bột nêm, mọi người không có xào bột nêm, bột ngọt, mình có cục bột nêm mà thôi, cái này thì khỏi cần. Khi mà xào thì có cần thì dùng. Rồi bây giờ mình trộn đều nha. Thịt bò thôi là thấy ngon đúng cả nhà. Trộn đều nhé, tụi làm đợi bạn qua, bạn mình đi học rồi tí nữa. Học xong thì mới ghé qua chỗ nhà mình được. Mùi thơm lắm cả nhà. Cái gia vị mình nói cái gia vị mít tịch tính đó, rất là thơm. Đây cả nhà ơi, đây là rau xanh nhà bạn này ù để đem tới. Quá trời nhìn tươi ngon không? Rau cải tươi. Đây này hiếm lắm á, rau này mua không có được đâu đó. Giờ mình sẽ làm món mà mình sẽ bật mí cho các bạn món sáng nay mình làm nha. Anh Liêu để điện thoại đây, điện thoại em vậy? Điện thoại kia. Bỏ hết đi. Nhiều gì? Xào sao đủ. Lấy cái miếng gỗ dài trên cho nó dễ. Ôi nghe mùi ngon quá, nghe mùi thơm quá. Thấy đó bụng. Bỏ cái ăn vô xào ạ. Để cho bọn mình gói trước, để cho nó chín trước đã không? Hay là mà gì cho xào gì tới tái hay là muốn ăn chín hết? Tùy em thôi, em ăn sao thì chị ăn vậy. Này xào bắt luôn. Tất tăng lên hay giảm xuống? Tăng lên. 8 tới 9 này. Cái tao này cao nhất là cục. Wow, nhìn cải đãi quá à. Lấy hai cây cho nó dễ nè. Bên này thì tắt bếp rồi. Không được. Bò ra nước này. Đây bật mí món mà ù nói đây là món mì xào sao như cắt thịt bò. Họ mọi người tin là sẽ nấu món gì. Món mì xào này rau một bên, bò một bên và mì một bên. Cả nhà ơi, đây là bữa trưa của mình và bạn mẹ bạn mình, rất là đơn giản, có một nồi mì xào như thế này thôi cả nhà. Đây cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn bữa trưa vui vẻ của mình. Bữa trưa có một đọc mỗi món mì xào thôi cả nhà. Mì xào chủ yếu mình khoe là khoe cải đây này, cải Việt Nam đây này cả nhà. Trời ơi hấp dẫn lắm, mình mời cả nhà nha. Sử đi, đợi ai nữa. Mày không lên tiếng thì người ta cũng biết, bạn bè tao được có vài đứa thôi à. Đây mời cả nhà. Wow ngon quá. Sáng giờ không dám ăn tinh bột, để hôm nay ăn tinh bột đấy. Sáng giờ ăn trái cây. Đây cả nhà, đây là cái miếng băng cá nhân. Sáng giờ Luca nó té xong nó đi kiếm mấy cái băng này á, mà không có. Dặn ba là phải đi kiếm mua mấy cái hình auto cho nó, mà giờ đây không hình con vật hoặc hình, nhưng mà hình auto. Người đẹp. Cái này là chưa lau cái kia nó trộn mắt nó còn ra đây nữa. Đầu tiên lấy cái ké nhà này nha. Nếu mà mình thích đó, là mình không thích nhà cũ mình nữa, mình có thể yêu cầu cái chủ nhà đổi luôn. Tại vì cái chỗ mà mình thuê là nó bao gồm cái đường này thì như là 9 cái chung cư hay sao, 9 cái tòa nhà chung cư á. Nào này, kiếm ăn ở đâu đây hả? Go 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 go.
ngon, cặn ngon. Ăn hết nồi nha, chứ mì tôm mà để lại là nó sẽ bị nhấy đó. Mẹ chồng mình vừa mới gọi, ba em mới chợt nhớ ra là chưa dắt chó đi dạo cho ba mẹ chồng mình, bởi vì ba mẹ chồng mình hôm nay không có nhà. Thế nên ba em đi đón Luca rồi dắt chó đi dạo luôn. Sẵn tiện mẹ chồng mình gọi thì mẹ chồng mình nói là mình phải đăng ký đi tiêm vaccine. Thế là cuối cùng cũng đến lượt mình rồi cả nhà. Hà Lan đó, người ta cho đăng ký tiêm vaccine là từ độ tuổi, từ già đến trẻ. Nhưng mà thấy tốc độ tiêm của Hà Lan nó nhanh lắm, dân số cũng đông mà mình thấy tiêm nhanh lắm. Mới cách đây 1-2 ngày thì mình thấy bạn mình bằng tuổi new á, là hơn mình 3-4 tuổi đăng ký, hình như mới hôm kia hay sao á. Hôm nay đến lượt mình rồi, là trong vòng 3 năm mới có 1 ngày. Thấy đăng ký nhanh quá không? Thì vaccine xong là mình sẽ được về Việt Nam rồi. Mình phải chăm phục ở nhà. Ai nói tiêm vậy cũng phải cách ly 21 ngày á. Dạ, chứ tôi tiêm làm gì má. Hỏi Việt Nam. Không, nhưng mà ý là lúc mà tiêm xong thì dễ, người ta sẽ dễ mở cửa hơn, có khả năng cao cho về được Việt Nam. Đang mong đợi để về Việt Nam, để Hoài cũng thấy đường về. Cả nhà vừa xong cái chảo mì gói luôn rồi. Giờ đến lượt là mình sẽ ăn dưa hấu. Bộ thì bộ ra. Cái dao nhỏ quá. Nhà này có một cái dao của nhà người ta, nhà mình không có đem qua. Đâu đâu phải dưa vàng đâu. Không phải á, ở ngoài nó dán giấy dưa vàng. Coi thử trong nó màu gì. Màu vàng. Đây cả nhà cùng ăn dưa vàng, thường thường ăn dưa màu đỏ nó quen mắt quá, giờ thành dưa màu vàng thấy lạ lạ. Cắt đi, bộ đi, bộ miếng sao nó ra từng miếng là được rồi. Gì nữa má. Bộ... Nó cứng quá à. Bộ dưa này sao chắc bị lên án quá, bị comment quá. Thì ta yến là ta nhìn ta cũng ngứa mắt nữa. Sao em cắt đôi này ra cho em chạy thế mà dễ hơn không? Hoặc là em chạy từng miếng ra xong em chạy từng đó. Dạ, tại lâu rồi không ăn dưa. Đừng có nhớ cách cắt. Lý do lý chốn, ôi cái vỏ này dày nè. Cứng ngắt hả, cái dao chị nhỏ nữa khó chịu chết. Đừng có đổ lỗi cho tại cái dao nha. Mình hồi bữa mình có coi kênh của bạn Dung bên Pháp là có làm cái món vỏ dưa xào. Vỏ dưa này dày nè, để mình lấy được mình rồi. Làm thử rồi. Mời cả nhà ăn dưa. Đây là vỏ dưa mình đã cắt sẵn để mình xào hoặc là nấu canh đấy cả nhà. Đây, mình lột cái phần ngoài ra nha. Đây là dưa vàng. Dưa này ăn cũng mỏng nước nhưng mà nó không ngọt bằng dưa đỏ. Bản thân mình vẫn thích dưa đỏ hơn cả nhà. Nên cả nhà đi siêu thị mà thấy dưa vàng mà mua ăn thử cho biết thôi, chứ đừng có mua ăn thật. Đây, thanh niên đã đi học về rồi. Các ba mua gì cho con kìa. Mang cá nhân nè. Yeah, đó phải Lucas. Mà em á, không phải là nó thích cái trò này, lúc có bị chút xíu đau cũng bắt đầu ngày nào cũng dán chặt nó hết, lúc cần không có nha con. Em á. Welcome Lucas, good cousin. Em. Yeah. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Bác em. Papa tốt. Bà có phải Luca sao mà phải xét Luca tới gần papa? Sao cái cần là papa anh xét gần á? Cái gì papa? Cái gì papa? Hay là papa anh cơ sở game á? Tiền tiền phải gì? Mời cô chú ăn. Chị ăn. Mời. Mời. Cô. Chú. Ăn. Ăn. Gà. Gà. Lấy cờ ngon ngon.
Đây mẹ ăn mì xào thì chưa về là con ăn đồ chua của ba, mà lúc cao là mẹ kêu đê sốt cay, nhưng mà bà Niu kêu hôm nay là ăn ngày của ba nên chỉ ăn mayonnaise chứ không ăn tương ớt. Lekker Lucas. Lucas. Yeah, for Lucas. Ăn xong rồi đi ngủ cho tôi nhớ ấy nha. Hôm nay bà Niu ăn spaghetti và kết thúc bữa ăn bởi màn giành lộn cây kem sô cô la của hai cha con. Ai chứ không biết bố Việt Nam có nhường con không, cho bố Tây là giành ăn với con nè. Đó. Có một cây kem thôi mà hai cha con giành nhau. What? Give him a half chở tốt. Happy. Ông Niu đang cố ăn nhanh để đưa cho Luca một bụng. Trời ơi, ba gì kỳ vậy? Rồi bắt đầu đi tới là mẹ đây. Sao? Ba ba kêu ba ba out sleep. Nói đi ba ba out sleep, ba ba sleep. Mà nhìn ba, ba mới cho chứ. Nhìn ba mà cái mắt thì viên đạn gì hả con? Mãi sô cô la, trời ơi, nói chưa sô cô la của Lucas cơ. Và bà ăn gần hết rồi, bà đưa cho cái đục. Tự hài lòng với cả nhà ơi, kết thúc cái cuộc tranh luận là Luca một cây kem và ba ba một cây kem nữa. Chịu nổi không? Giờ ai cũng vui rồi. Luca ate a few, Luca in it good đó. Bắt khai Luca eaten. Và đi đặt mì gói. Mì gói Việt Nam. Đây cả nhà, đây buổi chiều buổi chiều thì mẹ sẽ ăn canh rau, cả nhà rau cải. Hồi sáng xào thịt bò thì giờ là ăn canh rau thịt bò. Còn con trai ăn mì tôm. Lucas đó là rất là dễ ăn, mặc dù là mẹ cũng lười nữa. Em ăn gì, muốn ăn gì là mẹ cho ăn đấy. Nhưng mà thật ra là mì tôm đây là gần cả tháng em chưa ăn, nên giờ mình mới cho phép ăn, em ăn mì gói đấy cả nhà. Chào cô chú. Đây buổi tối của Luca là mì gói và có thêm 3 viên sô cô la hôm qua nữa. Rồi mình cũng xin phép dừng video của gia đình mình tại đây, là buổi chiều vui vẻ của mẹ và con là kết thúc bữa ăn, là buổi tối thì lại quay quẩy quanh nhà cũng không có gì làm. Ba Niu thì đi làm ca tối rồi, bạn mình thì tới ăn trưa chung với mình thôi, nên buổi chiều là chỉ có hai mẹ con. Hay tờ hay tức là nóng á, một vác tần. Hay tờ một vác tần. Mama. Dạ, mama hello pen. Dạ. Dạ mama tới thổi giúp con nha, lúc cha. Luca đu đu cô chú đi, đu đu. Chúc cô chú ăn ngon miệng. Yeah. Yes.